Hôm nay tôi sẽ nói về vấn đề việc làm, bởi vì việc làm luôn nhận được sự quan tâm của rất nhiều người, nhất là các bạn trẻ. Và vì vậy mà chúng ta thấy ở trên mạng cũng như trên YouTube có rất nhiều thông tin như là top 10 nghề dễ kiếm việc làm, đâu là những nghề dễ hái ra tiền, vân vân vân. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ nói với các bạn một chuyện ngược lại, đó là tôi sẽ nói về những nghề tệ nhất trong năm. Thì thông tin mà tôi nói về những nghề tệ nhất trong năm ngày hôm nay tôi dựa trên trang web về việc làm của Mỹ, đó là trang careercast.com. Đây là trang web thu thập thông tin về việc làm ở Mỹ cũng như Canada. Và bây giờ chúng ta xem coi 10 cái nghề tệ nhất trong năm là những nghề nào nhé. Nghề thứ nhất đó là tài xế taxi. Nhu cầu tuyển dụng trong năm chỉ khoảng 5% và thu nhập trung bị là 25.980 đô la. Ở đây tôi xin nói một chút xíu về trung bị. Ở trong thống kê đó, trung bị là giá trị chia đôi dãy số thành hai phần bằng nhau. Ví dụ thế này, thí dụ chúng ta thu thập dữ liệu về thu nhập của 100 ông tài xế taxi, sau đó chúng ta sắp xếp thu nhập của 100 ông này từ thấp đến cao, và trung vị là giá trị nằm ở giữa, tức là trung vị là giá trị mà tại nó trở xuống có 50% số người và từ nó trở lên có 50% số người nữa, thì đó chính là trung vị. Và chúng ta có thể hiểu được tại sao tài xế taxi là cái nghề tệ nhất, bởi vì với sự xuất hiện của nền kinh tế chia sẻ với Uber và Grab thì rõ ràng là việc tài xế taxi truyền thống gặp nhiều khó khăn trong công việc của mình, đó là chuyện dễ hiểu. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái nghề thứ hai, đó là nghề công nhân khai thác gỗ. Đây là nghề có nhu cầu tuyển dụng giảm 13% và thu nhập trung bị là 40.650 đô la. Thế tại sao nghề công nhân khai thác gỗ lại là nghề tệ thứ hai? Là chúng ta biết rằng là đối với các nước Tây phương, các nước phát triển thì cái phong trào bảo vệ môi trường, ý thức bảo vệ môi trường ngày càng cao. Do đó mà người dân ở các quốc gia này ngày càng ít sử dụng các sản phẩm từ gỗ. Chúng ta biết rằng nó khác với Việt Nam, nhà giàu Việt Nam hay khoe các sản phẩm đồ gỗ quý của mình lắm. Nhưng mà các nước Tây phương thì bây giờ người ta dần dần tẩy chay các sản phẩm từ gỗ như là tủ, bàn, ghế, và người ta cũng hạn chế giấy nữa, bởi vì ý thức bảo vệ môi trường, bởi vì nếu mà xài các sản phẩm từ gỗ thì dẫn tới phá rừng vân vân, cho nên là cái nhu cầu nó giảm, cho nên những người làm nghề khai thác gỗ cũng gặp rất nhiều khó khăn như chúng ta thấy. Và bây giờ chúng ta sẽ vào cái nghề tệ thứ ba và chúng ta sẽ rất bất ngờ. Vậy thì nghề tệ thứ ba đó là nghề gì? Nghề tệ thứ ba đó là phóng viên, với nhu cầu tuyển dụng giảm 9% và thu nhập trung bị là 43.490 đô la. Đây là một cái điều rất bất ngờ đúng không các bạn? Bởi vì ở Việt Nam đó, nhà báo cũng là bảnh lắm à, và điểm thi đầu vào ngành báo chí lúc nào cũng cao. Ở các trường đại học mà có ngành báo chí thì điểm đầu vào cao lắm. Thế tại sao ở các nước Tây phương thì phóng viên bây giờ là nghề tệ? Nó có hai lý do. Cái lý do thứ nhất là cái áp lực về nghề nghiệp. Phóng viên là cái nghề mà chịu rất nhiều áp lực, bởi vì luôn luôn phải có ý tưởng mới, có bài viết mới, và luôn luôn phải đối diện với deadline, tức là hạn chót. 6 giờ chiều ngày hôm nay phải có bài, 10 giờ ngày hôm nay phải xong bài, ví dụ như vậy. Đó là lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai quan trọng hơn, đó là với sự phát triển của các thiết bị công nghệ hiện đại thông minh như là smartphone, như là iPad, vân vân, cùng với các trang mạng xã hội như là YouTube hoặc là Facebook hay là Twitter, thì nó làm trỗi dậy cái nền báo chí công dân, citizen journalism. Tức là bây giờ việc cung cấp thông tin, người cung cấp thông tin không phải là độc quyền của mấy ông phóng viên, mấy ông nhà báo nữa, mà tất cả mọi công dân chúng ta, tôi với các anh chị đều có thể trở thành nhà báo với thiết bị điện thoại và trang mạng. Chúng ta có thể trở thành nhà báo như tất cả mọi người, thì người ta gọi đó là nền báo chí công dân. Và bây giờ nền báo chí công dân nó nổi lên, cho nên phóng viên truyền thống gặp nhiều khó khăn cũng là điều chúng ta có thể hiểu được. Nghề khó thứ tư, nghề tệ thứ tư, đó là nhân viên bán hàng và bán lẻ đó. Thì nhu cầu tuyển dụng chỉ có 2% và thu nhập trung bị là 24.340. Nghề tệ thứ năm, đó là quân nhân cấp thấp,
với nhu cầu tuyển dụng là 0%, thu nhập trung vị là 26.802 đô la. Thì ở các nước Tây phương chúng ta biết rằng đi quân đội thì được trả lương thì nó khác ở Việt Nam. Thì những ông sĩ quan cao cấp thì chắc chắn là lương cao rồi, còn quân nhân cấp thấp tức là mấy ông binh sĩ đó, thì thu nhập thấp hơn so với những cái ông cấp cao, và vì vậy mà người ta cũng càng ngày càng ít đi vào quân đội hơn ở các nước Tây phương ấy. Còn ở Việt Nam thì chúng ta phải làm nghĩa vụ là chuyện đó không có gì bàn cãi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào nghề tệ thứ sáu. Nghề tệ thứ sáu đó là viên chức cải huấn. Viên chức cải huấn là ai? Là những người làm việc ở trong các trại cải tạo như là nhà tù hoặc là trung tâm cai nghiện, và những người này là những người giúp cho những người tù nhân hoặc là những người cai nghiện đó thay đổi hành vi của mình, tức là giám sát và cải huấn những phạm nhân tội phạm. Cái nghề thứ bảy chúng ta sẽ rất bất ngờ đó là nghề DJ, tức là nghề chọn nhạc và phát đĩa nhạc ở các quán bar, vũ trường, ở các party. Ở Việt Nam thì nghề này cũng bảnh lắm ạ. Chúng ta có thể kể đến những cái DJ khá nổi tiếng ở Việt Nam như là DJ Quang Trần hoặc là DJ OC hoặc là DJ Tip. Nhưng mà ở các nước Tây phương thì bây giờ nghề DJ nó nhu cầu tuyển dụng giảm 9% và thu nhập trung vị hàng năm là 31.990 đô la mà thôi. Lý do là tại sao nghề DJ nó xuống dốc là bởi vì với cái kho dữ liệu âm nhạc Spotify thì bây giờ ai cũng có thể set up được một loạt các bản nhạc cho mình một cách rất dễ dàng mà không cần tới ông DJ nữa. Nghề tệ thứ 8 đó là kỹ thuật viên khử nhiễm hạt nhân. Thì cái nghề này nhu cầu tuyển dụng là 17%, thu nhập trung bị là 42.030 đô la. Thì nghề này tệ thì chúng ta cũng có thể dễ hiểu bởi vì tiếp xúc với hạt nhân rất nguy hiểm. Nghề tệ thứ 9 cũng rất bất ngờ đó là nhân viên kinh doanh quảng cáo. Nhu cầu tuyển dụng là 4% và thu nhập trung bị là 51.740. Nhân viên quảng cáo là ở Việt Nam ta gọi là chạy quảng cáo đó, đi mời các doanh nghiệp, mời các công ty đặt quảng cáo trên trang web của mình hoặc là trên tờ báo của mình. Và cái nghề tệ thứ 10 chúng ta cũng rất bất ngờ đó là nghề phát thanh viên. Nó cũng liên quan tới báo chí. Nhu cầu tuyển dụng là 0% và thu nhập trung bị hàng năm là 62.910 đô la. Như vậy vừa rồi tôi đã trình bày cho các bạn một cái thông tin về top 10 nghề tệ nhất dựa trên trang web về nghề nghiệp của Mỹ và Canada. Chắc chắn là nó khác với Việt Nam, nhưng mà nó cũng là một cái thông tin hữu ích để chúng ta tham khảo và dự đoán cái sự phát triển của nghề nghiệp trong tương lai. Xin chào và nhớ xem và đăng ký kênh của tôi nhé. Bye bye và hẹn gặp lại trong lần sau.